Tập đế, nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật rất rõ tâm lý của chúng sinh nên mới nêu lên cái khổ, nghĩa là quả trước, rồi mới nói cái nhân sau. Nếu vào ngay đầu, Ngài nói nguyên nhân sinh ra đau khổ, chắc chắn chúng ta sẽ không chú ý nghe, vì chúng ta mặc dù là sống trong bể khổ, nhưng chúng ta không hề biết đó là khổ. Và nếu có thì cũng không thấy một cách tường tận và rùng rợn tất cả những nỗi khổ của thế gian. Chúng ta còn cho cảnh giới này vui nữa là khác. Do đó, chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân của đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta đã ý thức một cách sâu sắc những nỗi khổ của chúng ta, khi ấy chúng ta mới băn khoăn, khẩn cấp đi tìm đường tự giải cứu cho mình. Giống như khi khỏe thì chúng ta thấy thân làm gì có bệnh, nhưng thực ra mầm bệnh luôn có sẵn bên trong, chỉ là chưa bùng phát mà thôi. Khi thực sự đau yếu rồi thì mới chịu tìm nguyên nhân chữa bệnh là vậy. Ích kỷ chính là nguyên nhân của đau khổ. Một khi tâm ích kỷ khởi lên thì đưa đến ba cái khổ. Thứ nhất là khổ về tâm lý, thứ nhì khổ về thể chất, thứ ba khổ về nghiệp báo. Ba cái khổ đó ràng buộc rồi con người rất khó thoát ra, vì ích kỷ nên tạo bao nhiêu lầm lỗi, dẫn đến những quả báo thọ nhận ấp đầy, khiến chúng ta vật vã trong đau khổ. Bất cứ điều gì làm tâm ta vui sướng đều xuất hiện tâm lý hưởng thụ và tạo ra khuynh hướng ích kỷ. Cảm giác khoái cảm mạnh chừng nào thì tâm lý ích kỷ lớn chừng ấy. Muốn đừng ích kỷ thì đừng dấn thân vào khoái lạc trần gian, vì khi vướng vào chắc chắn tâm sẽ ích kỷ. Mà ích kỷ là luôn luôn sinh ra độc ác. Khi độc ác thì tạo nghiệp, khi tạo nghiệp thì phải thọ quả báo. Hay nói sâu rộng hơn, ích kỷ bắt nguồn do vô minh, gồm tham, sân, si, nghĩa là tham lam, nóng nảy, si mê, dẫn đến bao mưu toan, thủ đoạn, ganh ghét. Cùng với đó là ngã mạn, luôn cao ngạo xem mình hơn người nên không nghe ai, không chịu học hỏi tiếp, và rồi nghi kỵ, không niềm tin nơi chính mình, nơi người. Cũng vì chẳng hiểu rõ mình, chẳng làm chủ được tâm mình, cứ cố chấp sai lầm, cực đoan, tà kiến. Tất cả đã sai khiến chúng ta từ vô tình cho đến cố ý tạo nghiệp bất thiện để rồi nhận lấy khổ đau. Tập đế là vô cùng quan trọng, bởi cho dù có hiểu sự khổ mà không biết khổ từ đâu ra thì cứ thế mãi trôi lăn cùng cực không lối thoát. Chỉ khi biết rõ những nguyên nhân gây ra đau khổ, chúng ta mới có thể từng bước học cách khắc phục những sai lầm để thoát được khổ đau.